Nhân dịp tham dự Đại hội đồng AIPA lần thứ 44 tại Jakarta, Indonesia, sáng nay, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cũng đã gặp Chủ tịch Hạ viện Thái Lan, Quan Muhammad Nomatha. Theo quy định của luật pháp Thái Lan, Chủ tịch Hạ viện sẽ đồng thời là Chủ tịch Quốc hội. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chúc mừng Ngài Quan Muhammad Nomatha được phê chuẩn làm Chủ tịch Quốc hội Vương quốc Thái Lan. Khẳng định Việt Nam coi trọng quan hệ đối tác chiến lược, tăng cường phát triển ngày càng sâu rộng và thực chất với Thái Lan. Những năm qua, quan hệ hữu nghị và hợp tác tốt đẹp giữa hai nước không ngừng được củng cố và phát triển. Thái Lan là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam trong ASEAN và là nhà đầu tư lớn thứ hai trong ASEAN. Năm 2023, hai nước kỷ niệm 10 năm thiết lập quan hệ đối tác chiến lược. Chủ tịch Quốc hội đề nghị các cơ quan của hai nước tăng cường phối hợp, thúc đẩy triển khai sáng kiến ba kết nối, bao gồm kết nối chuỗi cung ứng, kết nối kinh tế, doanh nghiệp và địa phương. Phấn đấu sớm đạt kim ngạch mục tiêu thương mại song phương lên 25 tỷ đô la Mỹ. Chủ tịch Hạ viện Thái Lan Quan Muhammad Nomatha chúc mừng những thành tựu phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam, đánh giá cao đóng góp của cộng đồng người Việt tại Thái Lan vào xã hội Thái Lan và quan hệ hữu nghị giữa hai nước. Khẳng định Quốc hội và Chính phủ Thái Lan sẽ tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt sinh sống và làm việc tại Thái Lan. Hai bên cũng nhất trí Quốc hội hai nước tăng cường trao đổi đoàn cấp cao và các cấp, tăng cường giao lưu, hợp tác giữa các cơ quan chuyên môn của hai quốc hội. Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ mời Quốc hội Thái Lan cử đoàn tham dự Hội nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9 được tổ chức vào tháng 9 tới. Mời Chủ tịch Hạ viện Thái Lan thăm Việt Nam vào thời điểm phù hợp. Ngài Chủ tịch Hạ viện Thái Lan đã vui vẻ nhận lời. Chiều nay, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã họp theo hình thức trực tiếp và trực tuyến với Bộ Tài nguyên Môi trường và các bộ ngành địa phương về nghị định định giá đất đai. Tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhấn mạnh, thời gian qua, việc huy động nguồn lực đất đai cho phát triển kinh tế xã hội đang gặp khó khăn do những bất cập hạn chế nảy sinh từ trong quá trình định giá đất đai, dẫn đến tình trạng định giá không chính xác hoặc mỗi phương pháp định giá lại cho ra kết quả khác nhau. Theo Phó Thủ tướng, trong thời gian tới, khi luật đất đai sửa đổi được thông qua, sẽ cho phép xây dựng cơ sở dữ liệu giá đất, xây dựng bản đồ giá trị đất đai, làm cơ sở để áp dụng cho mọi phương pháp định giá, đều cho ra cùng kết quả. Trước mắt, các cơ quan quản lý, đơn vị tư vấn, định giá cần thống nhất về cách thức lựa chọn, áp dụng phương pháp định giá đất kết hợp với phương pháp so sánh, kiểm chứng phù hợp, bảo đảm trung thực, khách quan, sát, đúng, phù hợp với giá thị trường, ít phụ thuộc vào ý chí chủ quan, được cơ quan quản lý, đơn vị tư vấn định giá đất, cơ quan thực thi pháp luật tin tưởng. Sẽ khởi công dự án thành phố thông minh Bắc Hà Nội trong năm nay. Đây là mong muốn của chủ đầu tư dự án tại hội nghị công bố công khai và bàn giao hồ sơ đồ án điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 hai bên tuyến đường Nhật Tân Nội Bài đoạn 3, khu vực dự án đầu tư xây dựng thành phố thông minh giai đoạn 1 và giai đoạn 2 diễn ra vào chiều nay tại huyện Đông Anh, Hà Nội. Việc điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 hai bên tuyến đường Nhật Tân Nội Bài đoạn 3, khu vực dự án thành phố thông minh giai đoạn 1 và giai đoạn 3 tại huyện Đông Anh nhằm cụ thể hóa điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung xây dựng thủ đô và quy hoạch phân khu đô thị GN-N8 tỷ lệ 1/5000 tại khu vực đã được phê duyệt, phù hợp với quy chuẩn xây dựng tiêu chuẩn làm cơ sở thực hiện các bước tiếp theo về dự án đầu tư xây dựng theo quy định, hình thành khu đô thị thông minh hiện đại. Thành phố thông minh Bắc Hà Nội có tổng diện tích 272 ha và tổng mức đầu tư dự kiến lên tới 4,2 tỷ đô la Mỹ, được đầu tư bởi liên doanh tập đoàn BRG của Việt Nam và tập đoàn Sumitomo của Nhật Bản. Với vai trò là một trong những dự án trọng điểm của huyện, lãnh đạo thành phố Hà Nội đề nghị lãnh đạo huyện Đông Anh khẩn trương hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng làm cơ sở để thực hiện bàn giao đất cho chủ đầu tư triển khai dự án. Đồng thời đề nghị các bên đẩy nhanh các bước chuẩn bị để nỗ lực khởi công trong năm nay nhằm tạo ra những động lực phát triển kinh tế xã hội của huyện phù hợp với lộ trình trở thành một trong những quận mới thành lập có tốc độ tăng trưởng cao của Hà Nội. Ngày 8 tháng 8 năm 1967, Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN được thành lập, khởi đầu cho tiến trình liên kết sâu rộng vì hòa bình, ổn định và phát triển ở Đông Nam Á và khu vực. Trải qua 56 năm tồn tại và phát triển, ASEAN hiện đang tự tin hướng về phía trước với tầm nhìn dài hạn đến năm 2045. Để có được một ASEAN ổn định và phát triển như hiện nay, không thể thiếu đóng góp lớn của Việt Nam. Đây là khẳng định của Tổng thư ký ASEAN Kim Cao Hun trong cuộc trả lời phỏng vấn với phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam tại Indonesia nhân kỷ niệm 56 năm ngày thành lập ASEAN.
Xin ông cho biết thông điệp hay chủ đề của ngày ASEAN mùng 8 tháng 8 năm nay là gì, đặc biệt trong bối cảnh khu vực và thế giới đối mặt với nhiều thách thức. Năm 2023 là một năm quan trọng đối với ASEAN. Các nhà lãnh đạo ASEAN đã có cuộc họp tại hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 42 vào tháng 5 năm nay tại Indonesia, đúng với chủ đề của năm ASEAN 2023 là ASEAN tầm vóc, tâm điểm của tăng trưởng. Tôi nghĩ rất phù hợp và đúng đắn cho ASEAN vào thời điểm hiện nay cũng như thế giới. Tôi nghĩ ASEAN không những cần tiếp tục tập trung vào việc duy trì hòa bình, ổn định và an ninh trong ASEAN, mà còn cần phải tập trung vào các chương trình nghị sự, thúc đẩy thịnh vượng cho người dân khu vực. Vấn đề thúc đẩy tăng trưởng ở đây là tăng trưởng kinh tế, đầu tư, thương mại, du lịch và các ngành khác giúp thúc đẩy chung cho cộng đồng ASEAN. Xin Tổng Thư ký đánh giá những kết quả chính đạt được trong 56 năm tồn tại và phát triển của ASEAN, đặc biệt trên 3 trụ cột cộng đồng ASEAN. Những kết quả chính đạt được có lẽ trước tiên đó là duy trì an ninh và ổn định trong khu vực. Thứ hai, đó là việc mở rộng thành viên với tiến trình kết nạp Timor-Leste. Về cơ bản, giúp toàn bộ khu vực Đông Nam Á trở thành một cộng đồng chung. Đây thực sự là một trong những kết quả đáng ghi nhận của ASEAN. Ngoài đại diện 10 nước thành viên trong ASEAN tại Jakarta, cũng có 95 đại diện các nước tại ASEAN, cho thấy sự lớn mạnh của ASEAN trên khía cạnh ngoại giao toàn cầu. Thứ ba, đó là sự kết nối trong khuôn khổ ASEAN. Có nhiều sự kết nối hơn giữa các nước thành viên khi các công dân có thể được miễn thị thực, đi lại tự do trong khuôn khổ ASEAN. Chúng ta cũng thấy người dân đang được hưởng lợi từ cộng đồng ASEAN và điều này cần được tăng cường hơn nữa. Trên lĩnh vực kinh tế, các nước đang hướng đến thị trường chung với cộng đồng kinh tế mở rộng sẽ giúp mang lại nhiều lợi ích. ASEAN có FTA với nhiều nước đối tác như Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc. ASEAN cũng đang tiếp tục đàm phán với các quốc gia khác như Canada để thúc đẩy các hiệp định kinh tế, đưa ASEAN là điểm sáng trên bản đồ toàn cầu và quan trọng hơn là mang lại nhiều lợi ích cho cộng đồng và người dân. Bất chấp những thách thức mà chúng ta đang phải đối mặt, tôi tin rằng nhân dịp 56 năm thành lập, ASEAN đang ngày càng trở nên đoàn kết mạnh mẽ và tất nhiên tiếng nói và vai trò cũng ngày càng quan trọng hơn. Còn nhiều thách thức nhưng đó là điều hoàn toàn bình thường của bất kỳ một tổ chức khu vực nào. Chúng ta một mặt vẫn đạt được những thành tựu nhưng cũng phải đối mặt với thách thức. Gia nhập ASEAN vào năm 1995, xin ông đánh giá những đóng góp của Việt Nam trong khối cũng như vai trò và vị thế của Việt Nam hiện nay trong ASEAN. Việt Nam trở thành thành viên của ASEAN từ năm 1995 và trong quá trình 28 năm qua, ASEAN cũng đạt được nhiều kết quả. ASEAN có sự đoàn kết, mở rộng thành viên và Việt Nam luôn đóng vai trò và đóng góp tích cực cho ASEAN. Việt Nam cũng có những dấu ấn của mình trong ASEAN với 3 lần giữ vai trò chủ tịch ASEAN đạt được những kết quả đáng khích lệ. Việt Nam cũng là giữ vai trò điều phối với một số nước đối tác và đều thực hiện hiệu quả. Việt Nam cũng là ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ 2020-2021. Với tư cách là một thành viên ASEAN, Việt Nam luôn thúc đẩy tiếng nói, gia tăng lợi ích cho các quốc gia ASEAN. Một lần nữa tôi xin nhấn mạnh đóng góp của Việt Nam rất quan trọng trong ASEAN. Sáng nay, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã tổ chức lễ tổng kết trao giải thưởng cuộc thi thiết kế biểu trưng tranh cổ động và công bố biểu trưng chính thức của Đại hội 13 Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023-2028. Ban tổ chức đã nhận được 623 tác phẩm dự thi. Qua 4 vòng chấm thi, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam quyết định trao 1 giải nhất và 4 giải khuyến khích cho hạng mục biểu trưng. Đối với hạng mục tranh cổ động, ban tổ chức trao 1 giải nhất, 1 giải nhì và 3 giải ba. Tổng Liên đoàn cũng ghi nhận, động viên và trao thưởng cho các tác giả là người khuyết tật, tác giả cao tuổi nhất và nhỏ tuổi nhất có tác phẩm dự thi lọt vào vòng đánh giá chất lượng. Tại buổi lễ, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam công bố biểu trưng Đại hội 13 Công đoàn Việt Nam. Lấy hoa sen làm chủ đạo, biểu trưng được thiết kế hiện đại, mang tính nghệ thuật, tư tưởng và khái quát cao. Hoa sen cũng gợi nhớ đến Chủ tịch Hồ Chí Minh, người đặt nền móng cho sự ra đời của Tổ chức Công đoàn Việt Nam, đồng thời khẳng định Công đoàn Việt Nam luôn nỗ lực thực hiện lời dạy của Bác, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ đã được hiến định dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Biểu trưng dễ ứng dụng trên mọi chất liệu, thuận tiện cho công tác tuyên truyền về đại hội.